Vlog ăn tối cùng Gáo Xanh. Đầu tiên là phải có tấm thẻ VIP này để được đi gặp anh Takeru Shibaki nha. Bây giờ thì cùng ăn nhẹ vài món rồi mọi người bắt đầu giao lưu với nhau nè. Đây là bạn Minh đến từ MB Studio gửi tặng anh một viên ngọc gao được thiết kế riêng để chào đón anh tới Việt Nam lần này. Giờ thì ăn thêm miếng nữa để lấy sức uống nước ép lúa mạch nha. Còn đây là biểu cảm của anh Xanh khi thấy ly bia siêu to khổng lồ này. Anh là ngon thì chắc là mọi người sẽ cùng nhau uống cái ly này đi anh nghĩ là. Ok. Gao Xanh uống xong rồi, giờ thì đến được mình nha anh em. Ok. Nhìn đằng kia thấy ông anh mình uống có vẻ ngon lắm nha 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 anh em. Lúc này là anh Xanh có chuẩn bị vài món quà để tặng lại cho mọi người. Cảm ơn mọi người hôm nay đã tham gia cái buổi tiệc hôm nay ạ. Đặc biệt là bạn anh An Phương đã tổ chức ở cuộc cái event này. Anh là cố gắng đem cái món quà gì mà của Nhật một tí xíu để tặng cho mọi người, mang cái hương vị Nhật Bản. Cũng có hỏi qua ý kiến. Cái này là nó thuộc về văn hóa của Nhật Bản, chắc là mọi người cũng biết thôi. Đó là nó hơi nhỏ tí xíu thôi, nhưng mà đó là tấm lòng của anh á. Thì bây giờ anh sẽ mở ra cho mọi người coi nha. Cái này là mannequin của cái con mèo mèo hiện tại á, hay đặc trưng mang cái này mèo may mắn, đúng rồi, dễ thương quá ha. Ý nghĩa của con mèo này nói chung là mong muốn mọi người luôn hạnh phúc và mong mọi người luôn thành công trong cái công việc của mình. Nên là mong muốn mọi người luôn luôn sẽ phát triển, đặc biệt là sự phát triển của Việt Nam Toy Show sẽ luôn đồng hành cùng mọi người. Nói chung là đúng là anh cũng rất là sợ bị bỏ đi nhưng mà cũng cố gắng mang tới mọi người tại vì nó rất ý nghĩa. Đây là con mèo mình được anh tặng và một bức ảnh kỷ niệm của anh khi quay phim Gao Ranger vào 20 năm trước. Giờ là đến lúc anh ấy ký tặng lên hộp đựng ngọc Gao Xanh của mình để chuẩn bị kết thúc buổi tối ngày hôm nay nha. Và mọi người cùng xem lại những khoảnh khắc trong buổi tối ngày hôm nay của mình nhé.